Chào bạn, có khá là nhiều bạn yêu cầu team mình làm tiếp tục về series 1 sao 6 sao nha các bạn. Thì hôm nay team mình sẽ làm 1 sao 6 sao ở trong cái ngôi nhà hoang này bọn đây. Thì ngôi nhà hoang này nó ở cạnh bờ sông nên gió khá là mạnh nên chắc chắn video này nó sẽ là một video khá là khó khăn đối với team mình nha các bạn. Thì mình đã chuẩn bị thùng phía từ 1 sao tới 6 sao để cho team mình bóc. Thì bây giờ mình sẽ trộn lên và sau đó cho cô Thương bóc chút nhớ bạn. Đây cô Thương bóc thêm hôm nay nhân phẩm cô Thương nó sẽ như thế nào bạn. Năm sao nhớ bạn. Nhân phẩm không tồi. Thì bây giờ sẽ tới mình nha các bạn. Đây. What the. Sao sao bạn ơi. Nói chung hôm nay cô Thương và mình nhân phẩm khá là cao nên không bị ở lạnh với bọt. Đây, còn bây giờ mình sẽ đi và chuẩn bị một số dụng cụ để tiến hành thử lý của bọt. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi là Vui Vui Dưa. Yes, chúc các bạn mọi người học tập là vui vẻ. Thì hôm nay tôi có một cái clip dành cho anh em của tôi. Thì đó là sẽ tư thách bắt chuột bằng tay với bọt. Thì đây thì tôi với lại bên Tiền Lẽ sẽ một đội và anh Xóm và anh Côn sẽ là một đội. Thì xung quanh đây nên tôi sẽ đi bắt chuột để xem ai sẽ là người bắt được nhiều chuột, đội nào bắt được nhiều chuột nhất thì sẽ nhận được là 1.000 đô nhé các bạn. Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một buổi sáng thật là vui vẻ. Thì hôm nay mình ra đồng sớm là mình để đi kiếm mấy đứa nhóc đó mọi người. Thì hôm rãi mình có làm một cái video thì rất là nhiều video về đồng ruộng thì được mọi người rất là yêu thích. Thì hôm nay mình sẽ cùng với mấy đứa nhóc làm tiếp về video đồng ruộng nha mọi người.